Nếu trong túi chỉ còn 69k thì hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi ăn quán buffet bánh tráng đầu tiên tại Hà Nội. Đúng là món gì rồi cũng phải có buffet. Hiện tại đã có 5 cơ sở trên toàn quốc nên các bạn có thể dễ dàng qua và thưởng Ở thức. Ở đây có tất cả các loại bánh tráng từ bánh tráng trộn, bánh tráng cuộn, bánh tráng nướng hay cả đến bánh tráng phơi xương luôn. Nếu như bình thường bọn mình đi ăn bánh tráng để mà đầy đủ đủ no thì mỗi người chia ra cũng hết gần trăm nghìn đấy. Nhưng mà tớ nghĩ là đã có buffet bánh tráng thì phải thử thôi. Sau khi order thì quán sẽ mang ra một đĩa tổng hợp gồm 7 loại bánh tráng. Sau đó mọi người sẽ tích thêm các món cần ăn. Mấy món gọi thêm hầu như sẽ là bánh tráng nướng. Tại vì lúc này nhân viên mới làm thì mới giữ được độ nóng và giòn. Hoặc là mọi người thêm 10 19 k nữa để được ăn thêm mấy món đặc biệt như kiểu nướng ruốc gà, nướng ruốc bò, nướng phô mai Hà nướng hoàng kim. Tranh thủ quán đang là buffet bánh tráng đầu tiên và duy nhất ở Hà Nội là phải đi ăn liền. Tuy không phải là người đầu tiên quay nhưng mà mình nghĩ là khi lên thì nó sẽ hot. rất phù hợp với các bạn trẻ học sinh sinh viên mà túi tiền còn ít và quan trọng là mùa hè đâu có đi ăn được buffet nướng lẩu nổi đâu. Cứ cái gì mát mát là mình táp rồi. Nếu mà tính ra thì trong suất này sẽ được ăn 15 món bánh tráng khác nhau đấy. Riêng bánh tráng nướng thì phải có tận 7 vị. Ngoài buffet bánh tráng thì chúng mình có thể mua bánh tráng phơi xương mang về thì ở ngay cửa lên đã được bày rất nhiều loại ở đấy rồi. Này là dơm vua bánh tráng các cơ sở mình để ở đây cho mọi người tham khảo. Đây đây, đi quay vỉa hè nhiều thì mọi người lại bảo là quay lắm vỉa hè Mà đi qua nhà hàng nhiều thì lại không ai xem Hôm nay là cùng mình cùng một buổi chiều đi ăn những cái thứ mà rất là ngon Đây sẽ là chiếc clip tổng hợp những món quà chiều Ngon bổ mà hạt rẻ cười luôn Chỉ từ 10.000 là mọi người có thể ăn được một xiên rồi xụ Hay là một xiên thịt nướng siêu béo ngậy nổi tiếng ở Lãng Yên Chú ý là Lãng Yên hay bà Trưng chứ không phải Yên Lãng ở Đống Đa nha mọi người Đi ăn ở đây đầm giờ cao điểm thì xác định xếp hàng dài nhá Thịt xiên ở đây rất rất là ngon Mình quay không biết là 3 đến 4 lần ở đây rồi Mà lên clip lần nào cũng viral Lần này không biết nữa nhưng mà cái cốt thịt nó mềm ẩm tẩm ướp đậm đà ngon cực ăn hoài không chán luôn mà kèm với bánh mì còn đỉnh nữa rồi sụn thì rất là rồi sụn mình chả biết nhận xét như nào nhưng mà nó ngon ấy nó thơm mà bên trong nó có cả sật sật nữa cơ à sau đó thì bây giờ bọn mình đi ăn bánh mì kiểu nga nhá món này năm ngoái hot dần dần vì gây tranh cãi khá là nhiều gây tranh cãi tại vì mọi người bảo thịt ở đây bị sống ấy. vì cái phần thịt của nó đỏ đỏ như kiểu thịt sống ấy mà năm ngoái gây tranh cãi nhiều lắm mình lên clip cũng hot cơ năm nay đi ăn lại vẫn này. hạt rẻ cười như năm ngoái 15 cành một ổ cái này nó là dạng thịt hun khói mình thì thấy rất là ngon rồi rẻ nữa tức là quán thì không có chỗ ngồi đâu nên là phải mua mang đi còn về phần thịt thì bây giờ họ làm kiểu chín hơn một chút rồi nên là trông nó không bị ghê nên là ăn nó sẽ ngon hơn nếu mà bạn nào muốn thử bánh mì kiểu nga này thì qua ba năm tám không thiên nhá rồi chén xong chiếc bánh mì đầy topping này thì mình tiếp tục di chuyển qua ba hai mốt trần khắc chân để làm bát cháo chai thập cẩm này hàng của cô này thì bán từ 12 giờ đến tầm năm sáu giờ chiều nhưng mà không phải ngày nào cũng bán đâu cô thì bán theo cảm xúc khi mà vui thì cô nghỉ thích thì cô lại đi thời tiết kiểu nắng ấm nhưng mà vẫn lạnh ấy thì làm bát cháo chai này hợp lý lắm mọi người cháo chai không ấy thì 15 cành còn cháo chai quẩy hành thì là 20 cành đấy là ăn tại chỗ thôi còn mang đi thì thêm năm cành tiền hộp đây là món thứ ba trong chiều ngày hôm nay nên là bụng mình hơi căng nhưng mà no bụng đói con mắt đúng không ạ topping thì có quẩy này ruốc này chai này hành phi này cháo này rồi thêm tiêu với cả ớt bột vào trộn đều nó lên để cảm nhận hương vị cháo chai ấm nóng chai theo nghĩa đen thì mình đã không được ăn rồi giờ mình ăn chai theo nghĩa bóng nhá mèng ơi nó ngon gì đâu á ăn no nê rồi hết có sáu cành trong một buổi chiều đông lạnh giá Hôm trước mình xem được một cái clip nhảy của một cái bạn nữ Bạn đang nhảy thì có một bác đi ra rồi nhìn bạn ấy Nhưng mà khi bạn đấy đăng lên thì mọi người tô xích nhiều lắm Cứ bảo là đăng lên cho cả xã hội nhìn thì giả sao Mà người ta nhìn có một tí mà dựng cả lên Nhưng mà mọi người phải ở trong cái trường hợp đấy thì mọi người mới biết được Mình không rõ là trường hợp của bạn đấy lúc đấy như thế nào Nhưng mà thấy bạn đấy khá là sợ Tại vì ngay hôm sau mình dính phải một trường hợp như thế này Thấy người ta mà có câu không phải người già nó cũng đáng kính Mình đi vào trong ngõ để đón bạn mình để đi làm mà chờ lúc đấy ban chiều nha Xong rồi hôm đấy mình mặc một cái áo quay xong rồi khoác một cái áo sơ mi cộc tay bên ngoài Thì có đi qua bác đấy cũng đang ngồi một quán trà đá thì vào Xong rồi đi qua bác đấy một cái mọi người biết Bác đấy bảo gì không bác đấy dùng cái từ thô cực nhưng đại loại là tú nhỏ mà mặc cái áo banh ra ôi mọi người ạ à, lúc đấy mình bị sốc sốc ngang ấy vì không thể ngờ được một người lớn tuổi mà lại như thế thế xong rồi lúc đi ăn mình kể với bạn mình thì bị bạn mình chửi là ngồi hỏi là lúc đấy không phản ứng gì à không quay lại mà chửi trong ấy một trận nhưng mà đúng là mọi người phải rơi vào trường hợp như thế thì mọi người mới biết được là kiểu vừa sợ vừa sốc ấy lúc đấy bị đứng hình không biết phản ứng như nào luôn nếu mà bị người trẻ bao đi xem xung thì ok mình có thể chấp nhận được nhưng lần này bằng tuổi bố mình rồi mà còn thái độ như thế ôi rồi từ sau chiều đi vào ngõ sợ quá Thôi hết chuyện rồi đây hôm nay mình đi ăn man qua nhá ngon lắm nhưng mà đắt bữa này tính cả thấy vào đá. 500 một người. Quay lại chấm đi mọi người nhiều nhân viên pha cho ngon. chứ tự pha đó nó dở gì đâu ạ?